Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Lương Xuân Trường đã thông báo với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai về chuyện làm đám hỏi ở Tuyên Quang. Tin đồn này đang khiến nhiều fan tim vì quá bất ngờ. Tin này lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong số những cái tên được réo như Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, tiền vệ Lương Xuân Trường được fan nhắc đến nhiều hơn cả. Đây quả là thông tin gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ, càng bất ngờ khi Xuân Trường cưới vợ là Ngô Mai Nhụy Giang, cô gái từng bị đồn đoán đã chia tay tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai năm 2020. Theo đó, ngày 9 tháng 4, Xuân Trường và bạn gái sẽ có lễ ăn hỏi ở Tuyên Quang. Cả hai dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 6 năm nay, sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Hiện Lương Xuân Trường chưa lên tiếng về thông tin này, song nhiều nguồn tin nói rằng vợ sắp cưới của Trường Híp cũng có mặt tại buổi khai trương quán cà phê của Văn Toàn tại Hải Phòng hôm 3 tháng 4. Xuân Trường và Nhụy Giang yêu nhau từ rất lâu, cả hai được xem là đôi thanh mai trúc mã. Họ có nhiều năm yêu nhau, rất kín trong việc giữ gìn chuyện đời tư với người hâm mộ và truyền thông. Sau nhiều năm yêu nhau, kể cả chuyện hợp rồi tan, Xuân Trường và Nhụy Giang đã có quyết định quan trọng khi chuẩn bị tổ chức lễ ăn hỏi ở Tuyên Quang. Đây là thông tin rất vui cho những ai yêu mến Xuân Trường và Ngô Mai Nhụy Giang. Trên mạng xã hội, thông tin Xuân Trường lấy vợ được bàn tán xôn xao, nhiều fan girl hoang mang tột độ. Trường Híp lên xe bông thật sao? Cá tháng tư qua lâu rồi mà. Đừng mà đừng vội lấy vợ như thế chứ. Em còn chưa gặp anh mà giờ hay tin anh chuẩn bị lấy vợ. Ngày lên xe hoa chắc em khóc cả một dòng sông mất. Nói với tôi Trường Híp lấy vợ chỉ là giỡn đi. Hiện tại Xuân Trường phải nghỉ ở vòng đấu thứ 8 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Do vậy, Xuân Trường có thể tổ chức lễ ăn hỏi mà không phải tập trung thi đấu ở trận Hoàng Anh Gia Lai làm khách trên sân của câu lạc bộ Đà Nẵng vào ngày mai, mùng 7 tháng 4. Trước Xuân Trường, lứa công phượng của Hoàng Anh Gia Lai đã có một số cầu thủ lấy vợ. Cụ thể, đó là những công phượng, Đông Triều đều quyết định lập gia đình để tập trung cho sự nghiệp. Từ khi U23 Việt Nam trở về với ngôi Á quân lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á, Xuân Trường và các đồng đội nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Và từ đó, chuyện tình của Xuân Trường và Nhụy Giang đã được cư dân mạng tìm ra. Tuy nhiên khi đó, Nhụy Giang khiến cho người hâm mộ không đồng tình với những xử sự của mình trên Instagram cá nhân. Kể từ đó, cô nàng 9X gần như mất tích trên mạng xã hội và không xuất hiện cùng Xuân Trường. Đến đầu năm 2020, có nhiều tin đồn xuất hiện rạn nứt giữa Xuân Trường và Nhụy Giang xuất hiện thông qua những chia sẻ của cầu thủ này trên mạng xã hội. Thế nhưng có vẻ như cặp đôi này đã gương vỡ lại lành và sẽ chính thức về chung một nhà trong thời gian sắp tới. Hiện tại, Xuân Trường đang thi đấu thăng hoa cùng Hoàng Anh Gia Lai ở giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam 2021 khi liên tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Có được một mái ấm hạnh phúc nhỏ của riêng mình, giờ là lúc chàng tiền vệ hào hoa này sẽ tập trung thi đấu để cùng đội bóng phố núi giành được những danh hiệu và cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022.